À, sau khi em đã lau dầu xong toàn bộ phần máy rồi ấy thì em sẽ lắp lắp máy vào. À, trước tiên em lắp phần phần máy trước nhé. Em lắp phần máy trước. Đó. Đó. Không, nhưng mà tóm lại là cho sức đề kháng. Nó vào sốt là tốt, sốt là đấy. Đó. Thiết bị đầu tiên. Vị trí đầu tiên em lắp. Vị trí thứ hai là hộp cót. Đó. Và zip cót. Đó. Tiếp đến cái máy truyền. Đấy, một cái bánh gai các bác lắp vào cẩn thận nhé, không là sẽ gãy gai đấy, gãy chân chính chân gai đấy. Đó. Sau đó mình sẽ lắp cái mảng chắn vào. Đó, đây là cái mảng chắn này. Em sẽ lắp vào. Đó, và cái zip code này này, mình chú ý mình gạt nó ra. Đó. Mình gạt cái zip code này ra. Nó có cái khe hở đây này để mục đích cho mình thì mình gạt cái zip code này ra. Đó. Đó, sau đó là mình sẽ để tay vào đây. Và mình sẽ di cái bánh gai xem đã vào chưa. Nếu bánh gai nó quay thì ok. Coi như là mình đã lắp chuẩn. Còn nếu mà chưa thì mình sẽ kiểm tra từng cái bánh một. Đó. Đó. Với những bạn mà không quen tháo ra thì các bác cứ bắt ba con ốc về vào trước nhé. À, nhưng mà đừng có bắt hẳn vào, bắt gà gá thôi. À, bắt gà gá thôi nhé, bắt cho giữ thôi. Sau đó là các bác sẽ ghi cái bánh gai này, ghi cái bánh như này để xem bánh gai nó có quay không. Đó. Nếu bánh gai nó quay thì mới ok nhé. Đó. Nếu mà không ấy, khi mà các bác lắp vào rồi các bác sẽ bắt ốc về vào và các bác siết ít một vào. Đó. Đừng có siết ngay nhá, các bác xoay cái bánh này xem bánh gai nó có quay không. Đấy, cái hộp cót này này xem bánh gai nó có quay không. Đấy, nó quay như này là ok nhá, thấy chưa. Đấy, này, các bác nhìn thấy không, nó quay này. Đó, nó quay này thì là ok nhá, thấy chưa. Đấy, thì lúc đấy mình mới siết ốc này vào nhá. Đấy, chứ không thì đừng có siết ngay vội vào, nó sẽ gãy hết bánh răng. Đấy, sau đó là mình sẽ lắp cái bánh nha, cái lên cót vào. Đấy, bánh lên cót này các bác lưu ý là nó sẽ có cái phần hở để mình lắp vào. Đấy, mình sẽ nhìn kỹ nhé, tại vì nó không phải tròn hẳn đâu, cái lỗ của nó không tròn hẳn đâu nhé. Nhiều bác nhìn cứ tưởng nó tròn hẳn nhưng mà thực ra không tròn hẳn đâu. Đấy, nên là mình lắp vào mình phải để ý một tí chút. Đấy. Đó. Nó không phải tròn hẳn đâu. À, nên là mình phải lưu ý. Và con ốc đây là con ốc nó khác biệt hoàn toàn so với những con ốc khác. Nó to nhất. À, con ốc to nhất. À. Rồi bây giờ em sẽ lắp vào đây. À. À, các bạn thấy nó sẽ cót được này. Đó, nó còn quay cót này. Nhá. Đó. Khi mình lắp vào đây như này nó sẽ có được. Và mình để lên tai nghe nhé, nó chạy bon là được. Nếu mà nó chạy vẫn xạo xạo thì mình đổ thêm dầu vào. Chấm thêm dầu vào những cái bánh răng ấy. Còn nếu mà nó chạy bon nó kêu ro ro, ro là ok nhé. Đó. Sau khi xong rồi mình sẽ lắp đến cái con ngựa. Cái con ngựa để các bác lên chấm qua một chút nhé. Đó, con ngựa này. Đó, con ngựa này. Mình sẽ chấm vào cái giấy này. Đó, cho nó sạch sẽ. Hai chân nhé. Đó. Đó, rồi là mình sẽ lắp vào đây. Đấy. Đấy.
Đấy, và tiếp theo lắp cái cái này mình lắp keo con người vào ok mình lắp mình ấn hai bên này được rồi mình sẽ nêm cót một tí. Đó, nó có một cái bánh răng ở đây nên cót này. Đấy, do là nó bị rơi ra thì em sẽ nêm cót bằng tay. À, nêm cót bằng tay. Đấy, các bác kiểm tra ngựa đá là được. Đấy, khi mà các bác bắt hai con ốc về và các bác đừng cứ siết ngay nhá. Đừng xin ngay mà các bác lên cót rồi nhỉ? Lên cót một tí xong rồi các bác thử con ngựa này. Đó, con ngựa đá được cái này thì ok. Đá như này thì các bác mới xỉa ốc vào nhé. Chứ đừng có xít ngay vào. Đó. Đó. Đấy, thử ngựa đá đấy. Ngựa đá rất khỏe rồi đúng không? Đó, bây giờ em sẽ lắp cái tóc vào nhé. Đây, cái tóc này. Đấy, cái này phải gạt vào trong này, con ngựa phải gạt vào phía trong rồi nhé, thì nó mới ngậm được. Gạt ra ngoài rất khó ngậm. Em sẽ lắp cái bánh xe vào để giữ. Và cái con ốc này cũng tương tự như thế, khi mình lắp vào mình đừng có siết ngay vào. À, tất cả các con ốc các bác lắp vào các bác đừng có siết ngay vào nhé. Các bác để vặn gá gá này thôi, vừa phải thôi. Bây giờ em sẽ lên cót tay. Đó. À, nó chạy như này rồi ok thì em bắt đầu với siết ốc vào. Đó. Được chưa? Đó. Đó, và em sẽ lắp tiếp cái bánh xe vào. Nó có đeo khẩu trang đâu, nó bây giờ là nó mở. Đầu tiên là có một cái bánh xe này. Nó đây này. Bây giờ nó mở cửa. Để nó lên cót đây các bác. Nó cứ bảo là nó tiêm 2 lần nó an toàn. Nhưng cái cót này mình sẽ cho sang bên này. Đó. Nếu không đeo khẩu trang là phạt. Ừ, giáo viên nó tiêm 2 mũi hết rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho bánh nhám này vào. Anh nghe là tiêm chưa? Nó cái bánh nhám này vào. Tiêm mũi nào? Và tiếp mình sẽ lắp cái zip cord cái bánh nhám này vào. Đây gọi là bánh nhám nhé. Đó. Mình cắm vào đây, mình sẽ gạt cái một bên ra cho nó ngậm vào. Đó. Nó có hai bên này này, mình sẽ gạt ở đây. Nếu mà mình không gạt ở đây thì tí mình lắp vào mình cũng phải gạt. Đó, đây tùy mình thích gạt bây giờ thì gạt, còn tí nữa gạt cũng được, không sao cả. Đó, thì em sẽ lắp cái bánh này vào, lắp cái mảng chắn này vào. Đó, cái mảng chắn này. Đó. Cái mảng chắn này vào thì mình cũng bắt hai con ốc vào, nhưng mà đừng có siết vội vào, bắt vào cho nó giữ đó. Đó, quan trọng là cho nó giữ đã nhé. Đó. Đó. Sau đó là mình sẽ lấy cái kim này các bác nhé, này có cái lỗ này, mục đích cho mình là mình gạt đây đấy. Đó. Và gạt cái này xuống. Đó. Và gạt cái này ra. Đó. Đó. Sau đó mình sẽ lên cót thử có tay xem bánh nhám này nó có quay không. Móng tay này vẫn giữ vào nhé, móng tay mình vẫn giữ này. Đó. Xoay ok được rồi thì mình bắt đầu mình bắt con ốc vào nhá. Đó, các bác nhìn đây này, em xoay, đó, nó lên được cái này là ok. Rồi, bây giờ em sẽ lắp cái tự động vào nhé. Đây, người ta gọi là cái tự động này, mang cái tự động. Đó, lắp cái tự động này vào các bác nhớ siết chắc, khi lắp vào rồi các bác siết nhé.
siết chặt, không thì nó sai hay bị chạy cho nó. Đấy, và các bác quay nó lên tự động được là được. Đó. Ok, thấy chưa? Và thấy em đã lắp xong rồi. Nếu mà muốn lên cót tay, các bạn ấn vào đây. Cót tay ấn vào đây. Cũng có thể lên cót tay vào đây. Đấy, cũng có thể lên cót tay đây. Đấy, tùy. Tùy mình. Đấy, các bác thấy tóc chạy tít mù rồi. Nó căng cót rồi cái nó chạy. Tít mù. Đó. Đó. À, thấy bà chạy tít mù rồi đúng không? Đấy, khi mình lên cót căng ấy là nó chạy tít. Đó.